Sáng ngày 3 tháng 7, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế, Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện đã có buổi thẩm tra các báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 24, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện. Đồng chí Bùi Quang Đạo, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện và đồng chí Vũ Đức Kim, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thổ Tăng đồng chủ trì hội nghị thẩm tra. Tại buổi làm việc, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện đã tiến hành thẩm tra các báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện gồm: báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện về tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2024; tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị phê duyệt quyết toán ngân sách huyện năm 2023. Thẩm tra các báo cáo, đa số đại biểu nhất trí với nội dung được thông qua. Một số đại biểu đề nghị làm rõ hơn về số liệu các báo cáo, minh chứng báo cáo cần làm rõ nguyên nhân khó khăn, tồn tại, xác định rõ giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương năm 2024. Kết luận buổi thẩm tra, lãnh đạo Ban Pháp chế và Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện. Các đồng chí cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện và cơ quan tham mưu soạn thảo tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, chỉnh sửa bố cục, giả soát số liệu, nội dung, hoàn thiện báo cáo đảm bảo thời gian theo kế hoạch trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tới đây. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện cần có các giải pháp, sự chỉ đạo quyết liệt, báo cáo giải trình triển khai một số nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới.